Kính chào quý khán thính giả. Cho đến bài học hôm nay thì chúng ta đã học các động từ thường ghép với các cặp giới từ trái nghĩa, đó là away và back, up và down, on và off. Và ở bài trước, chúng ta đã học các động từ ghép với giới từ in để tiếp nối nội dung trên, bài hôm nay chúng ta sẽ đi vào 20 động từ thông dụng thường ghép với giới từ trái nghĩa với giới từ in, đó là giới từ out. Out có nghĩa là ở ngoài, ra ngoài và thường ghép với các động từ sau. Go out. Go out ra ngoài. Cụm động từ này trái nghĩa với cụm động từ come in come in vào trong. Ví dụ: Go out of this building, then turn left. Go out of this building, then turn left. Ra khỏi tòa nhà này, sau đó rẽ trái. Cụm động từ số 2: check out. Check out. Làm thanh toán. Cụm động từ này trái nghĩa với check in check in làm thủ tục đăng ký ví dụ please check out by 12 a.m tomorrow please check out by 12 a.m tomorrow làm ơn thanh toán trước 12 giờ trưa mai 3. Get, get out. Get out. Get out. Ra khỏi xe cụm động từ này trái nghĩa với get in, get in, vào xe, dành cho các phương tiện cá nhân, xe hơi. Ví dụ: Get out of my car, please. Get out of my car, please. Hãy ra khỏi xe của tôi ngay. 4. eat out eat out, ăn ngoài tiệm, trái nghĩa với eat at home, eat at home, ăn ở nhà. Ví dụ, I often eat out at the weekend. I often eat out at the weekend. Tôi thường ăn ở ngoài vào cuối tuần. Cụm động từ số 5. Drop out drop out. Cụm động từ này trái nghĩa với enter a school. Enter a school, nhập học. Ví dụ. He dropped out of college a long time ago. Anh ta đã nghỉ học cách đây lâu rồi. Anh ta đã bỏ học cách đây lâu rồi. Cụm động từ số 6. Cut out cut out. Cắt ra khỏi. Cụm động từ này trái nghĩa với stick into. Stick into. Dính vào. Ví dụ, I cut a nice picture out from the paper. I cut a nice picture out from the paper. Tôi cắt một tấm hình đẹp ra khỏi tờ báo. Cụm động từ số 7, leave out leave out bỏ sót bằng với động từ miss ví dụ You left out the important idea in his speech. You left out the important idea in his speech. Anh đã bỏ lỡ một ý quan trọng trong bài phát biểu của anh ta. 8. cross out cross out. Xóa đi. Cụm động từ này trái nghĩa với keep, giữ lại. Ví dụ. Can you cross out my name, please? Can you cross out my name, please? Anh có thể xóa tên tôi đi không? 9. put out. put out dập tắt thường là dùng cho dập tắt ngọn lửa ví dụ please help me put out the fire please help me put out the fire làm ơn giúp tôi dập tắt ngọn lửa 10. work out work out, work out. Tập thể dục. Cụm động từ này bằng với exercise hoặc do exercise. Ví dụ, how often do you work out? How often do you work out? Bạn có thường tập thể dục không? Mười một, carry out, carry out tiến hành. Ví dụ. Lots of nations are carrying out researches on COVID-19 vaccines. Lots of nations are carrying out researches on COVID-19 vaccines. Nhiều quốc gia đang tiến hành các cuộc nghiên cứu về vaccine phòng chống COVID-19. Cụm động từ số 12, for out fall out, không làm bạn nữa. Ví dụ, they have fallen out to be friends for ages. Họ đã không làm bạn với nhau lâu rồi. Mười ba, find out, find out, tìm ra kết quả hoặc tìm ra thông tin. Ví dụ. We couldn't find out anything about him. We couldn't find out anything about him. Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về anh ta. Cụm động từ số 14: hand out. hand out. phân phát. Cụm động từ này bằng nghĩa với give out. give out. cũng có nghĩa là phân phát và trái nghĩa với Hai cụm động từ này đó là hand in, hand in, nộp. Nope. Ví dụ. Please hand out worksheets well, to the students. Hãy phát những phiếu bài tập cho học sinh. 15. Point out, point out. Chỉ ra cái gì? Ví dụ. He pointed out my mistakes. He pointed out my mistakes. Anh ấy đã chỉ ra những lỗi lầm của tôi. 16. Turn out. Turn out. Hóa ra là. Ví dụ, she turns out to be a manager. She turns out to be a manager. Cô ấy hóa ra là một giám đốc. 17. Sort out Sort out Phân loại theo thứ tự Ví dụ, Can you sort out these documents in order, please? bạn có thể phân loại những tài liệu này theo thứ tự được không mười tám try out try out chạy thử thường dành cho máy móc hoặc xe cộ ví dụ i'd like to try out this car i'd like to try out this car tôi muốn chạy thử chiếc xe này 19. Blow out. Blow out. Thổi tắt. Ví dụ. Let's together blow out the candles. Let's together blow out the candles. Hãy cùng thổi tắt nến nào. Và hai mươi, lock out, lock out khóa ở ngoài. Cụm động từ này trái nghĩa với let in, let in, để cho vào. Ví dụ, Call the locksmith or we'll be locked out. Call the locksmith or we'll be locked out. Hãy gọi thợ sửa khóa đi, hoặc chúng ta sẽ bị khóa ở ngoài đấy. Bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng ôn lại 20 cụm động từ thường ghép với out thông qua bài tập nghe và viết một call the locksmith or will be locked out call the locksmith or will be locked out Hi, let's together blow out the candles. Let's together blow out the candles. Ba, I'd like to try out this car. I'd like to try out this car. Bon, can you sort out these documents in order please Can you sort out these documents in order please Nam she turns out to be a manager She turns out to be a manager. So, he pointed out my mistakes. He pointed out my mistakes. Please hand out worksheets to students. Please hand out worksheets to students. we couldn't find out anything about him we couldn't find out anything about him lots of nations are carrying our researches on covid-19 vaccines lots of nations are carrying our researches on covid-19 vaccines How often do you work out? How often do you work out? Please help me put out the fire. Please help me put out the fire. Can you cross out my name, please? Can you cross out my name, please? You left out the important idea in his speech. You left out the important idea in his speech. I cut a nice picture out from the paper. I cut a nice picture out from the paper. He dropped out of college a long time ago. He dropped out of college a long time ago. I often eat out at the weekend. I often eat out at the weekend. Please check out by 12 a.m. tomorrow. Please check out by 12 a.m. tomorrow. Go out of this building, then turn left. Go out of this building, then turn left. Quý khán thính giả thân mến, quý khán thính giả hãy nghe lại video và thực hành cho nhuẩn nhuyễn. Thank you for watching and goodbye.